Ô, cắn rồi. Gắn đi, ai mà không uống. Bình tĩnh lại. Con gì ổng còn chừng còn quá trẻ mình quá đấy. Em ơi, nhớ quá trời. Sinh 9 tháng 10 ngày, chỉ có 34 năm trời. Dạ, chào cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì đúng 8 giờ là động quan đưa chị Hương 34 tuổi ra chùa để mà quả thiêu. Hôm nay thì rất là đông, xe đâu cũng đợi ở trên lộ sẵn hết rồi. Giờ là chỉ đợi sao vậy cái này sao đi đi khó hả đi chuyền ra chuyền lại à, chuyền ra hả sam po te ngan tha we sai ya tu ya ta sai ya sa sa ke pa ya sa ba sa sa ni na me ni sa ra sa aham te sam tham mai ya an tha re ni na me ni ham nam ka ra no phi we ni han wa sa pe opan ta we chị Hương 34 tuổi bị tai nạn ở trên tàu mất rồi, bây giờ là rất là đau lòng luôn cả nhà, nhưng mà mất rồi bỏ lại bốn đứa con. Nam mô A Di Đà Phật. Quá đau lòng, mẹ ruột đó cả nhà. Ngồi xỉu luôn rồi.
Rồi kè lên xe đây đi cho ngồi trên phía trước con gái 34 tuổi bị tai nạn mất ở trên đầu mà đi là ra đi không nói còn ăn với con cái là bốn đứa và một người chồng bốn đứa con ê sẻ sẻ trời 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 kè kè ai đàn ông ở sau kè 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 Xe có nốt quá. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là đau lòng luôn nha. Sức dầu cho cô đi. Lấy cho cô chai nước đi. À. Mẹ đưa cho con chai nước đi. Không có chịu nổi, xúc động quá. Xúc động quá. Tức buộc cô chú chị ơi, chịu không nổi chú chị. Một cú sốc quá nặng. Kéo cái áo của cô xuống cho chút xíu cho cô dễ thở. Rất là chuẩn bị lăn bánh nữa cả nhà. Bắt đầu lên xe lăn bánh rồi ha. Chùa Trà Tim cách đây vài cây số thôi các bạn. Giờ mình cũng đưa ra ngoài quốc lộ để đi đến chùa. Ở đây là thẳng ra ngoài là khoảng 2-3 cây số ha, ra quốc lộ. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho hương linh của chị sớm được siêu thoát. Và cũng người nhà với bà con dòng họ thì cũng tranh thủ đi đến chùa. Xe đâu anh?
giữa cánh đồng luôn. Chạy xe đạp á, lượm tiền. Đây là giữa một cái cánh đồng, một cái con lộ băng qua cánh đồng. Khu vực ở đây là không có nhà ai hết á. Rất là vắng luôn. Đạo Phật. Hiện tại là đang có mặt ở chùa Trà Tim nha cả nhà. Đây chuyến xe đưa cô gái 34 tuổi chị Hương mất bỏ lại 4 đứa con. Bây giờ là cũng xe cũng di chuyển vào trong chùa rồi. Thank you.
còn mà với ảnh rất là tội luôn cả nhà, quá đau lòng. Bé này là mắc bệnh nữa. Bệnh nữa hả? Mắc bệnh là nhìn không thấy đường, không thấy được xa. Vậy hả? Ngày con không thấy xa hả? Con ngày hôm qua là có cô Mỹ Ly gửi cho 100 đô để khám mắt á. Cô xỉu nữa nha anh chị em ơi. Xỉu nữa rồi. Sáng giờ cô là quá xúc động mà không còn kiềm chế được, mà sức khỏe thì mấy ngày không có nữa. Sức khỏe không có. Mẹ không có. Từ cái ngày mà con gái bị tai nạn là cô có cho nó. Nghe hay tin mà con gái thắp hương đi, thắp hương cho mẹ đi. Cha người cha. Có mấy à, hương có bán này còn to. Đốt cho cô luôn. Đi tìm nãy giờ không gặp luôn, gặp chưa? Gặp rồi. Gặp rồi. Cha hả? Đâu? Không đây hả? À. Không tìm mẹ mà tìm cha. Mẹ đâu? Mẹ nhà. Mày con. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đau lòng bà bây giờ là hết còn không còn sức lực nào nữa. Bà ngồi nổi nữa. Giờ là để áo quan tài của chị Hương 34 tuổi vào trong đây để cho mấy sư tụng kinh, sư cả tụng kinh thôi, tụng kinh rồi siêu thoát. Giờ gắng đi, ai mà không uống bình tĩnh lại. Dạ. Ơn gì ảnh con chung hình quá trẻ không luôn anh chị em ơi, nhớ quá trời. Sinh 9 tháng 10 ngày chỉ có 34 năm trời, bỏ người mẹ hơi đứt ra đi rồi. Không gì đâu lòng người bước nước mắt. Cô cho ra đi mà đi, cô thanh thản, cô đừng níu kéo cô. Tai nạn đâu có ai mà mong muốn đâu. Cái tai nạn là không để là một lời nói, không có mà giống như là không ai biết luôn. Giống như người ta có gì người ta còn chối rồi này, nghe nó không có nói một cái câu gì để mà dặn dò chồng thế này kia, con cái biết nào hết trơn luôn.
Đây linh cữu cũng đưa vô anh chị em để qua quay cho anh chị em coi là chăm lửa nha anh chị em. Để cho bà ngoại đỡ bu rồi bà ngoại sức khỏe không có. Cố gắng lên. Dạ, cô cũng gắng cố gắng lên thôi. Cố gắng lên. Còn là cho mấy đứa cháu nữa. Mẹ đau lòng biết bao nhiêu luôn cả nhà. Nè anh chồng của đây, anh Linh, chồng của cháu cháu á, quay quần bên tấm di ảnh luôn cả nhà. Chính là con gái đó cả nhà, con gái 14 tuổi. Gái là thay mẹ chăm sóc đứa em mà còn đang uống sữa. Mẹ con ở đây nào mà chịu nổi cái cú sốc là cũng như là nhớ con, ôm tấm di ảnh vào trong người đi, nhưng mà ai mà không chịu nổi được cái cú sốc này có thể là xỉu tại chỗ. Chào ông bà cô chú xem thấy cái hình ảnh người mẹ mà thương đứa, thương con của mình đi làm lụng ở phương xa xảy ra tai nạn quá tội nghiệp người mẹ về dưới hình ảnh con vời luôn hả. Trời không nữa anh chị không gì bằng người mẹ thương con thì sanh con ra nuôi con lớn lên rồi tới tới cái ngày đưa con đi ngàn thọ về sai cho về cho sai cho sa ha sa kê pan cho sa ta sa ha sa ni nam mi mi sa sa nga hằng tê sang tham mai cho sang cái cho an tha re ni nam mi mi hằng nam ca ra no phi về na an ta ba nam bệ ma ban ta về ane ca an ta ra ya phi vi ni san ta a se sa ta sam quân thế pan cho pan nha sai cho cho tu vi sa ti sa ha sa kê tê sa ta sa ha sa ni nam mi mi nãy giờ là khoảng mấy tiếng rồi chú? Cỡ 3 tiếng rồi. Chắc cỡ 3 tiếng có rồi. Cỡ 3 tiếng hả? Giờ chưa? Giờ này đâu để con coi đồng hồ nữa kìa. 11 giờ 58 rồi. À 12, 3 tiếng hả? 8 12 rồi. 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi. Nãy 9 giờ hả? 9 giờ tới 12 giờ là 3 tiếng. 3 tiếng. Rồi anh trai dọn cỏ ở đây luôn. Đây là vệ sinh chùa, trong chùa. Dạ. Bên Lam Phước. Lam Phước, gặp Phước. Đúng rồi. Mình có phước, con hưởng, có quả con chia. Đó là mình làm Phước cho bà ngoại, ông nội vinh. Nhổ, nhổ cho chùa, cho trống ha. Đúng rồi. Rồi ơi. Nhảy, nhảy của mình à. Nhảy của mình à. Cây đó giống cây gừng. Mình làm Phước đi, sau này mình cũng có Phước à. Okay đó. Không tới mình con trao mình sau này rồi, thôi. Rồi anh trai giỏi quá ta. Chú ông mở cửa ra. Ủa nãy giờ cũng tôi phá chốc mình ra. Dạ. Phá sao chú? Phá chứ. Ôi, cái gì vậy? Ủa cái lưng nha chú. Ủa còn gì đó hả? Dạ đất ơi. Phải dái hả chú? Dài. Nó dài hơn ta. Không dám nó kia cả kia hết. Còn còn một cục đó là hết rồi. Để cho hết.
còn một cục đó là khó cháy nhất các nhà. Sau 3 tiếng thì còn là một cục. Chú phải cầm mấy cây bự như vậy nè để cặp vô lửa than. Cục đó nó khô lên nó còn nhẹ xịu hay chú? Dạ, nó khô. Còn cái xương sống. Xương sống. Mình cần bỏ củi vô thêm không chú? Chắc cũng được thêm nữa. Còn nguyên một cục đó là cái này, cục màu đen. Nam mô với Đạo Phật. Cũng cầu cho hương linh của chị Hương sớm được cháy hết và người nhà nhận cho cốt về. Nếu như mà cháy không hết thì người nhà phải cầu nguyện là để cho chị được siêu thoát, là chị sẽ cháy hết à. Bẻ rồi. Ôi, cứng lắm rồi chứ. Kiếm cây nhỏ nhỏ cho cháy lẹ ha. Đứng kế ở đây rất là nóng luôn cả nhà. Vì cái mùi này. Thôi có chừng nhổ từ thiện. Có chừng nhổ chúng mấy cây rau cua của chú nha. Ai bị trong chùa không ai ăn đâu. Chú không ăn á. Không. Ông bẻ ông bọc cái để trên xe kìa. Nhổ mấy cây cỏ này. Này ở đây là cho sạch sẽ sợ muỗi này kia thôi trong chùa. Dạ. Yeah. Mình làm phước thôi. Mình cũng làm phước. Chùa nào cũng làm hết. Dạ dạ. Chùa nào cũng làm hết. Không phải đó, nó phải trong chùa thì là anh em trong ví dụ trong huyện trong tỉnh gặp này kia mình tiếp đi đó sạch sẽ. Yeah. Sạch sẽ là nó là của mình không phải của ai. Dạ yeah, dạ yeah. Đây là ông nội chồng đây của đây chùa mà mình làm phước đó. Yeah. Mình làm phước đó. Sạch sẽ là nó là sạch sẽ biết sao không? Sạch sẽ là đúng là trong chùa mình. Dạ. Yeah. Sạch sẽ trong chùa mình. Chỉ còn có bao nhiêu nữa thôi là nó hết. Còn cái cục đó các bạn. Đó, cái cục màu đen này. Về chế ta. Hả? Về chế. Nghe. Ừ. Nghe. Hứa hả? Hứa tay hả? Nghe. Ừ. Nhổ cái đó. Cỏ nó ngứa lắm. Nhổ chúng cái cây gì cỏ nó ngứa. Sống quất rồi nha. Sống quất rồi. Khô nó càng hả? Cái gì? Tháp. Ước là nó ngứa. Đỏ luôn. Nó chợ đấy. Gãi dữ lắm. Đây là không biết cái gì luôn. Đây là nó lên đủ thứ hết trơn à. Ngứa lắm. Về mây xì. Ngứa lắm. Giờ lại là tôi thấy là dòm tôi
cái đầu sọ ca sọ luôn. Chú đi quận 7 hả? Đi quận 7, đi bao xe. Ờ, cùng với gia đình đi. Cùng với gia đình, rồi tới chừng sau mình gì là mình theo là xe cứu thương á, ta mấy người đang chở mình đây, mình đi xe đó lại. Là chú thấy luôn. Sợ tới già, tôi đến nhà xác nhận cháu tôi về mà, tôi đâu có thấy gì đâu, tôi đi nhận xác cháu tôi về. Nó có đó nói thật luôn mà, nói. Thôi bây giờ là cái trong còn quả thiêu là còn hả? Được. Dưới là hơn 3 tiếng rồi. Hả? Hơn 3 tiếng rồi. Không, phục nữa, chút rồi. Biết sao không? Rồi đó tôi không có biết thì tôi người Khmer mà tôi đâu là tôi đi tôi thấy là ở đó có nhà. Dạ. Ờ, có nhà mình đốt mình kêu là hồn nói con ơi mình về quê mình đây có cái gì lại làm đảm cho con rồi con cháu của con bốn đứa ở nhà đốt nhà ở trên đó. Không, có hai đứa ở với ba mẹ, hai đứa ở với chung bà ngoại. Dạ. Chia nhau. Thì kêu chị về, kêu tự trên đó về. Nói thật luôn á, tôi đi tới đó luôn mà, tôi đi đến nhà xác nhận cháu tôi về luôn á, cái đó nói thật luôn á. Quá đau lòng luôn. Trời ơi, bây giờ mẹ mất rồi, còn bốn đứa con với cha. Còn đứa kia mới 2 tuổi, mấy 3 tuổi, còn bú sữa nữa, bây giờ không biết sao nè. Hôm đó tôi nói thật á, cảm ơn á. Còn cục đó là mình lụm là cốt hay cốt đó rồi đem đi về nhà. Dưới là tôi nói nghe nè, tới là bây giờ này chùa Trái Tim ha. Rồi tới chừng làm trăm ngày rồi đem đi chùa Chén Kiểu. Dạ. Bởi vì là có là làm cái trăm ngày cho con rồi mới đưa đi. Làm trăm ngày cho cháu nó rồi á, rồi cha mẹ đem đi chùa Chén Kiểu. Chùa Chén Kiểu là có là mình làm cái hài cốt cho ông cha bà mẹ mình đó rồi đó, rồi mình đem đi đó rồi gửi luôn. Gửi trong cái Kim Tỉnh. Kim Tỉnh đó. Dạ dạ, gửi vô. Tại vô, bởi vì là mấy ổng là có làm rồi, cho cha mẹ rồi, không có đó nói thật luôn. Dạ. Cảm ơn á. Thường thường là khoảng 3 tiếng à. Nhưng mà cái trường hợp của chị Hương này là hơn 3 tiếng luôn rồi, nhưng mà vẫn còn. Dữ quá rồi. Còn nữa hả chú? À, vẫn còn. À, còn khoảng còn 5 cái thôi rồi đã hết rồi đó. Đây thì người nhà rất là trông chờ ha, trông làm xong rồi để đưa về rồi mới được về, chứ thôi là ngồi đợi luôn, ngồi đợi từ sáng tới giờ luôn cả nhà. Nóng dữ luôn chú. Trời ơi, lò than không là mấy thước củi. Mấy thước củi? Nóng. Chú mở ra hai cánh luôn. Ui. Chúng cái cầu không đùa. Xong rồi đó cả nhà. Cuối cùng mưa cháy hết rồi đó. Cái đó là xương lọc hết đó kìa. Nóng quá.
nóng lắm. Chú đùa xuống luôn, sao mình không kéo ra được hả ta, đùa xuống nền luôn hả. Dội nước không có cái đường ống truyền nước sao mà dội bằng nước lọc luôn không hả chú. Cái đường nóng hồi xưa ngoài trắng trắng lúi rồi đẹp nha thường. Cái này màu trắng thấy rõ rệt luôn. Đây là hài cốt của chị Hương, 34 tuổi, chị bị tai nạn trên tàu, mất bỏ 24 đứa con, hoàn cảnh rất là xót xa luôn cả nhà. Trời mưa luôn rồi, rớt hột mưa luôn hay gì rồi? Tự nhiên đem ra cái chuyển mưa luôn. Sợ hồi mắc mưa quá. Cái gì chú? Cái viết gì vậy? Mẹ hai, bánh mẹ hai tàu vậy. Cái gì vậy? Con nhẫn cái gì á? Nhẫn hả? Thôi ơi. Ở trong đóng cho hả? Đem về. Hay ngọt mình đổi xa. Rồi. Anh mừng. Số nữa. Anh ấy của số nữa về thao số này, làm số nữa. Giống như viết nhẫn. Nhẫn. Mồi đập hộp mưa luôn rồi. Vừa kéo cho cốt ra là bắt đầu nổi gió luôn. Chuyển mưa luôn. Chắc không phải chiếc nhẫn quá chị. Sao nhỏ hơn cái ngón tay mà sao đeo được. Không, cái này tôi giữ đi. Hả? Tôi hút tôi ép đi. Cái nhẫn nhẫn đó. Nhẫn hả? Con trai nè. Anh Linh. Linh con gái như ngồi đợi vậy nè. Em nghĩ là cái đó là chắc cái nút áo à. Ừ.
Hay là chiếc đồ bông. Với tai nạn là có chiếc đồ bông. Cái này bông là mềm nè, mà không biết là chồng có tháo ra không để hỏi rồi. Cầm lại đi. Cầm lại trong cái đống cho mình đâu có biết cái gì đâu. Không biết cái gì mình cắt lên vậy đi. Lên cao rồi. Chưa không lên đắp cao đắp kia. Còn ở trong anh có thao ra còn dính nó hết giống như lụm lụm để tìm ở trong ha. Có một cái đó hả? Có một cái đó hả? Nam mô A Di Đà Phật. Ôi trời, nguyên cái bự này luôn hả? Cái tóc luôn.